Yamaha MT-09 2015 có tên đầy đủ là Yamaha MT-09 ABS 2015. Đây là chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với tông màu đen bạc xanh da trời đặc trưng của xe. MT-09 là phiên bản ở Anh của MT-07 và MI-125. Được lấy cảm hứng từ mẫu Scam L, Yamaha MT-09 vẫn mang đậm phong cách neckbike mới với kiểu dáng mạnh mẽ, cơ bắp đặc trưng của nhà sản xuất Nhật Bản, giúp người lái không bị mệt mỏi khi điều khiển xe. Yamaha MT-09 có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 2075mm, 815mm và 1135mm. Chiều dài cơ sở là 1440mm, khoảng sáng gầm xe 135mm, xe nặng 191kg. Toàn bộ thân xe được bao phủ bởi một lớp sơn đen mờ đang rất thịnh hành và được điểm xuyết bằng các chi tiết màu xanh dương đặc trưng của Yamaha. Logo của Yamaha cũng như tên của xe được tạo hình trên thân xe. Thiết kế của MT-09 có xu hướng đẩy về phía trước khá nhiều. Bình xăng được thiết kế gồ ghề, táo bạo được đặt trên cao. Kết hợp với hai hốc hút gió nhỏ ôm lấy phần trục xe giúp xe có cái nhìn linh hoạt và năng động hơn. Cụm đèn pha đa cạnh với thiết kế bo tròn. Cặp xi nhan phía trên được tách ra hai bên giúp xe hiền lành hơn. Về cụm tay lái bên phải tích hợp những nút điều khiển như khóa điện, nút khởi động. Tay lái bên trái sẽ là các nút điều khiển cơ bản như đèn passing, chế độ pha cốt của đèn pha, xi nhan, còi xe. Yamaha MT-09 được trang bị đồng hồ hiển thị các thông số cơ bản dạng LCD, có thiết kế nhỏ gọn, thanh mảnh. Ổ khóa của xe được đặt ngay cạnh đồng hồ hiển thị. Yên trước và yên sau xe cao khoảng 815mm, được làm liền khối với nhau. Yên trước lõm xuống không quá nhiều nhưng cũng đủ làm cho chân người lái ôm sát lấy bình xăng phình to bên trên để tăng khả năng núp gió. Giống như cụm đèn trước, đèn hậu của Yamaha MT-09 được trang bị hệ thống đèn LED. Ốp đèn trong suốt khá lạ mắt, góc cạnh. Cặp đèn xi nhan được đặt xuống phía dưới, pad để gắn biển số. Phanh trước của Yamaha MT-09 là phanh đĩa đôi có đường kính 298mm, phanh sau đĩa đơn đường kính 245mm. Yamaha còn trang bị cho MT-09 một bộ chìa khóa có logo Yamaha, giảm sóc đơn và ống xả đơn đặt phía dưới động cơ, cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Cung cấp cho Yamaha MT-09 ABS 2015 là khối động cơ DOHC 847 phân khối, 3 xi lanh, 4 thì, 4 van. Được làm mát bằng dung dịch sản sinh 115 mã lực tại vòng quay 10.000 vòng trên phút. Mô men xoắn 87,5 Nm tại vòng quay 8.500 vòng trên phút. Hiện chiếc Yamaha MT-09 ABS 2015 được bán tại Moto Minh Thưởng với giá khoảng 350 triệu đồng.